Chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên tổ chức họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án số 18 ngày 22 tháng 1 năm 2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên và xây dựng đề án sắp xếp. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc tiếp thu giải trình và bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Hiện có 6 trên 7 đơn vị đã hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các thành viên thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, lập quy hoạch chung và phân loại đô thị sau sắp xếp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các cơ quan đơn vị dựa trên chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện kế hoạch, đặc biệt cần chú trọng việc trao đổi thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc giúp đỡ địa phương hoàn thành đúng tiến độ đối với tiêu chí hộ nghèo khi đánh giá chất lượng các đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát, đánh giá kỹ lưỡng. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư vận dụng các quy chế trên tinh thần không né tránh, sợ trách nhiệm để đảm bảo tiến độ, lập dự toán, mua sắm, dịch vụ, tư vấn. Các đồng chí mạnh dạn đề nghị phương án, mà cái gì mà các đồng chí thấy vượt thẩm quyền thì các đồng chí báo cáo lên Ban cán sự Đảng Ủy ban. Mà cái gì mà chúng tôi thấy Ban cán sự Đảng Ủy ban không quyết được thì chúng tôi báo cáo lên Ban Thường vụ để giải quyết cho được những việc này. Còn quan điểm của tôi là rõ ràng về câu chuyện đó, tức là luật là phải bao phủ hết. Không thể nào mà chúng ta ngồi chống mà là đây là tình hình chung của toàn quốc được. Nên chúng ta né tránh sợ trách nhiệm như thế thì bao giờ công việc nó trôi được. Đây là chúng ta làm vì cái chung, đúng các quy định pháp luật mà từ trước đến nay nó đã có. Nên tôi đề nghị là các đồng chí phải mạnh dạn trong cái tham mưu này. Cái việc này nó là việc của địa phương, cả hệ thống chính trị chúng ta đang hết sức là quyết liệt. Ban chỉ đạo thì yêu cầu là 2 tuần họp một lần để mà thống kê công việc.